tự như vậy ha. Vì thế em có thể điều nó sẽ có một số mình đến một số tình trạng gặp không có cái bộ để các em mình thân hay đẹp thì mạng sẽ hơn hơn thì mình gặp nhiều hơn xã người lớn thì mình sẽ thấy cho đẹp thì mình sẽ em nhiều hơn. Thì mình nhắc sơ lại cái đề khẩu thì điều là một cái cấu túi có hai gian mỗi gian chứa riêng bốn phần tinh hoàn hồng tinh ha, ống dẫn tinh và cái bên trên là mình gọi là thần tinh. Thì đối với một bên này thì cái tinh hoàn đó nó được bao vào cái lớp gọi là lớp trắng hay lớp cân trắng là cái lớp ngoài này, rồi phủ bên ngoài nữa thì người ta gọi là cái màng bao tinh hoàn. Thì cái màng bao tinh hoàn nó sẽ có lá thành với lá tạng giống như cái phổi của mình vậy ha. Cái xác ở dưới đây cái tinh hoàn thì là cái lá tạng, còn ở ngoài là lá thành. Thì giữa cái lá thành và lá tạng của cái màng bao tinh hoàn này á, nó sẽ có một cái dịch. Nếu mà ở đây cái dịch nó nhiều lên thì có cái dịch màng ha, là dịch nằm ở trong cái lớp giữa cái lá thành và lá tạng này. Rồi tinh hoàn của mình đó thì nó sẽ là hình bầu dục, kích thước nó thay đổi theo tuổi, nhỏ lớn dần lên tới tuổi dậy thì là lớn nhất và sau đó thì lại đầy lại ha. Ở tuổi dậy thì kích thước lớn nhất là 2-3 mm nhân 3-5 là mình tính theo cái chiều rộng nhân với chiều dài. Thì cái ống dẫn tinh thì sẽ hội tụ về cái tập tên gọi là trung thất tinh hoàn. Thì cái trung thất tinh hoàn này là mình sẽ thấy khi mình sinh non á, mình sẽ thấy nó là cái đường cái cô dày giữa mình gọi ra đó là trung thất tinh hoàn. Mạch máu nuôi thì tinh hoàn có cái động mạch đó là động mạch tinh hoàn, động mạch ống dẫn tinh và động mạch đều. Còn dẫn lưu về tinh mạch là cái mình quen gọi đó là cái đám nối tinh mạch hình dây leo thì nó hội luôn về cái mạch tinh hoàn. Còn màu tinh với thường tinh, màu tinh á thì nó sẽ nằm ở cái mặt sau bên của tinh hoàn, nó giống như cái hình chữ C như thế này. Nó sẽ gồm 3 phần: phần đầu, phần thân với phần đuôi. Phần đầu là cái phần to nhất, nó nằm gần với trên của tinh hoàn, và phần đuôi là nằm ở phần dưới. Khi mà nó đang khỏi phần đuôi này, nó sẽ trở thành ống dẫn tinh ha, nó thành phần ống dẫn tinh. Ống dẫn tinh gần đó khi ngược lên trên này thì cái phần này được gọi là thần tinh. Thì trong cái thần tinh nó chứa cái gì? Thần tinh có chức năng đó là treo cái tinh hoàn của cái bìu. Rồi trong cái thần tinh nó sẽ có động mạch, tĩnh mạch, thần kinh với mạch huyết ha. Đó là cái cấu trúc chung của một cái tinh hoàn. Kỹ thuật khảo sát thì đối với tinh hoàn thì mình sẽ dùng đầu dò cẳng là điều chắc chắn rồi. Có dùng đầu dò cẳng không? Chắc không coi được gì đâu ha. Đầu dò mình không giải càng cao càng tốt, thì thường là đầu dò 7.5-10 mm. Tư thế thì đối với chi á, tư thế bệnh nhân không quan trọng, nhưng mà đối với người lớn thì khi mà siêu âm tinh hoàn, các anh chị nào đặt chưa, thì siêu âm tinh hoàn ở người lớn thì người ta sẽ phải dùng một cái miếng vải để người ta nâng hai cái tinh hoàn lên để cho dễ siêu âm ha. Còn đối với nít nó nhỏ thì nó không cần. Lớp lông cổ và lớp lông năng lượng là hai cái gần như cần phải có trong cái siêu âm tinh hoàn để mà mình đánh giá thứ hóa của tinh hoàn, để phân biệt tổn thương u, viêm vân vân. Cần lưu ý đối với trẻ sơ sinh thì cái màu tinh với lại cái trung thất tinh hoàn á, đôi khi mình siêu âm lên mình không có thấy, mình không thấy được cái màu tinh nằm ở phía trên của cái tinh hoàn, mình cũng không có thấy được cái đường trung thất tinh hoàn cái hay cua dày phía giữa ha. Và đôi khi mình bỏ cái lơ vô cũng không có tín hiệu gì, đó là đối với trẻ sơ sinh. Còn khối phụ của tinh hoàn, khối phụ là cái gì? Là một cái di tích tinh hoàn cũng có, màu tinh cũng có, nên mình phải coi đó là khối phụ của tinh hoàn hay là khối phụ của màu tinh. Hai cái khối phụ này á, nó có cuốn nên nó sẽ rất dễ xảy ra là xoắn ha. Cái chính của nó là xoắn khối phụ, xoắn màu tinh. Rồi cái lần này là cho tinh hoàn bình thường. Cái này là cấu trúc cái độ ego của tinh hoàn. Cái cô dày chính giữa là trung thất của tinh hoàn. Ở này là gì? Màu trắng là gì? Cái bao, cái lớp cơm trắng ha, chính là bao tinh hoàn nằm ở trong. Rồi hai tinh hoàn khi
hiểu cái hình này dần dần mình có thấy được cái phương pháp tinh hoàn không? Như vậy mình phải cắt cho tùy mà cắt ha. Bên đây thì mình thấy được nè, còn ngược lại bên đây mình thấy được gì đây? Màu. Đây là màu tinh ha, đây là tinh hoàn, đây là màu tinh. Rồi hình này thấy gì trên hình này? Còn này là gì? Tinh hoàn này. Đuôi. Đúng không? Tinh. Gì? Phải hoàn tinh không? Thì chữ C không có sinh hoàn nè. Cái này mình không nói là có bệnh không, mình chưa nói á. Thì giờ nó chỉ còn cái là hoàn tinh thôi. Rồi còn này dịch đúng không? Dịch xung quanh. Còn này là gì? Thần tinh. Đây chính là thần tinh ha. Thần tinh là có ống, mình có động mạch, tĩnh mạch, thần kinh và bạch huyết. Ha, thì nếu mà mình đầu dò tốt, mình vẫn siêu, mình thấy được cái thần tinh bình thường thế này. Này, tinh hoàn. Này, ống gì? Cấu phụ của tinh hoàn. Đang cấu phụ của tinh hoàn. Rồi, cái này gì? Dịch, đang dịch tinh hoàn. Thì trong những nhóm bệnh lý của tinh hoàn đó chia ra nhóm, đầu tiên mình nói về cái tinh hoàn ở cái tinh hoàn là chỗ, cái thứ hai là những cái tổn thương nằm ngoài tinh hoàn có cái gì, ví dụ như những cái phù nề điều cấp, nghĩa là phù nề da điều thôi, tóc bị bẻ ha, rồi tràn dịch tinh hoàn hoặc đó là hematom của vùng bẹn đều giãn cái mặt thần kinh. Những tổn thương trong tinh hoàn mình sẽ học bệnh lý chính là viêm tinh hoàn, viêm màu tinh, xoắn tinh hoàn, xoắn ống phụ tinh hoàn màu tinh, u và chấn thương. Đây mình nhìn thử một và cái hình thì mình tưởng tượng được nó là một gì? Này, cái này. Xoắn. Xoắn của gì? Xoắn tinh hoàn. Xoắn đối với xoắn tinh hoàn có hai loại. Xoắn trong bao và trên bao. Bao đây là bao gì? Bao tinh hoàn ha. Thì nếu mà tại vì treo tinh hoàn lên đó, thì mình có cái màng bao tinh hoàn với lại thần tinh để mà treo, thì có hai cơ chế để xoắn. Thần tinh quá dài sẽ dễ dẫn đến xoắn, và đây là cái kiểu xoắn ở người lớn. Đa phần ở người lớn xoắn là xoắn thần tinh, là xoắn trên bao ha. Thì khi xoắn như vậy thì cả tinh hoàn lẫn màu tinh đều bị ảnh hưởng hết, đúng không? Phải làm như trên này thì mạch máu tới đây bị xoắn lại rồi, đâu có lui được hai cái nút này nữa ha. Còn một cái ở trẻ em, ở sơ sinh thường gặp đó là xoắn trong bao, lúc đó là do cái màng bao tinh hoàn đó nó chưa có cố định vững chắc được cái tinh hoàn nên nó sẽ dễ xảy ra xoắn. Nó có thể xoắn trong thời kỳ bào thai hoặc là sau khi sinh ha, thậm chí là một tháng, một vài ngày, vài tuần sau khi sinh thì mới xảy ra cái cơ chế là xoắn trong bao. Còn hình này thấy cái gì? Màu tinh to lên, viêm ha, viêm màu tinh. Rồi cái này viêm tinh hoàn. Cái này có một cái hố phụ, hố phụ này có thể là của màu tinh, có thể là của tinh hoàn ha. Nên đôi khi các chị thấy mình nhận cái kết quả siêu âm vừa thì đọc xoắn hố phụ tinh hoàn, vừa đọc xoắn hố phụ màu tinh. Thật sự chính xác mình cũng không biết nói một cái nào, tại vì mình sẽ thấy một cái cấu trúc nó nằm xen giữa hai này, không biết thật sự nó là hố phụ của cái nào ha, tinh hoàn của màu tinh. Rồi u ở trong tinh hoàn, tràn dịch tinh hoàn này, nang, nang của màu tinh hoặc nang của thần tinh. Rồi đám rối tĩnh mạch mình dễ leo ha, giãn tĩnh mạch, giãn ống này, chấn thương ở tinh hoàn, vân vân, hoặc là hematom trong tinh hoàn cho chấn thương. Thì mình nhìn những cái hình đó để mình có cái khái niệm sơ về những cái bệnh lý mà có thể có ở trong tinh hoàn. Thì đối với tinh hoàn ẩn hay tinh hoàn đặt chỗ á, là do cái tinh hoàn nó di chuyển xuống bìu từ cái tháng thứ ba của thai kỳ, là bắt đầu nó sẽ di chuyển từ trong bụng nó đi xuống dưới bìu. Thì đến lúc sanh, nó di chuyển đến lúc sanh thì nó phải nằm đúng vị trí. Tuy nhiên một số trường hợp có những em bé đến 4 đến 6 tuần sau khi sinh thì nó mới di chuyển xuống, và người ta đợi trễ lắm đó là tới 1 tuổi. Nếu mà tinh hoàn không nằm đúng vị trí ở trong bìu thì người ta sẽ phải phẫu thuật để mà đưa nó xuống. Và
sao như vậy? Bởi vì nếu mà tinh hoàn đặt chỗ thì nó sẽ dẫn đến nguy cơ gì? Vô sinh nè, ca hóa nè, ha, và xoắn, nó không đúng vị trí mà. Thì đối với tinh hoàn ẩm, tinh hoàn đặt chỗ hai ngày khác nhau chỗ nào? Sao mình gọi là ẩm mà sao mà mình gọi là đặt chỗ? Ẩm có nghĩa là tinh hoàn vẫn nằm trên đường đi từ trong bụng qua bìu, qua bẹn xuống bìu. Còn nếu mà mình nói nó là chỗ thì nó không có nằm trên đường đi của tinh hoàn thì mình gọi nó là đặt chỗ. Ví dụ như siêu âm tự nhiên tìm thấy được cái tinh hoàn nằm ở vùng hợp sinh môn hay là nằm ở trong đùi, ví dụ vậy, thì lúc đó mình gọi là tinh hoàn đặt chỗ, mình không gọi là tinh hoàn ẩn. Nên mình phải nắm hai cái khái niệm này, ẩn khác, đặt chỗ khác. Ẩn thì có thể ẩn một bên hoặc là ẩn cả hai bên, tình huống nào cũng có. Rồi, cái hình này, cái màu hồng là đường đi bình thường của tinh hoàn. Nếu nó vẫn nằm trong cái đoạn này thì mình gọi là tinh hoàn ẩn. Nếu nó nằm ở những vị trí khác, đây là phần sinh môn nè, ví dụ đây là nằm ở vùng đùi nè, ha, rồi nằm ở vùng ổ bụng, nằm trong rốn gì đó thì lúc này gọi là tinh hoàn đặt chỗ, ha. Ở đây nếu mà để mình về, mình đọc được tinh hoàn nằm đâu không? Đúng vị trí không? Đúng không? Giờ đưa có cái hình không? Nhìn biết được tinh hoàn nằm đúng chỗ hay là tại chỗ không? Sao không biết vậy? Tại sao? Mình giữ dấu gì? Nó cái bìu nè. Thì đây là tinh hoàn nằm ở trong bìu rồi. Sao? Cái hình bên này người ta để dày. Cái này là gì? Đấy được không? Mặt máu. Đúng không? Để tinh hoàn nằm đâu? Trong bụng. Mình đoán là ví dụ như bạn chụp một kết quả sau bạn trả cho hai hình này bạn đoán được ha. Tại sao? Thì là trong ổ bụng và nằm sát với cái là lỗ hẹp sâu. Ngay cái bụng này sẽ là lỗ hẹp sâu thì cái này tinh hoàn này nằm ở trong ổ bụng đúng với tinh hoàn. Rồi có khái niệm về ổ và đặt chỗ rồi ha. Thì mình đi qua cái những cái tổn thương nằm ở ngoài tinh hoàn. Sao là... sao phân biệt cái đó với cái hạch được cô? Sao phân biệt với cái hạch? Các bạn trả lời đi. Ngoài trừ có rốn hay có rốn hạch còn nó không có được. Nhưng mà tinh hoàn có rốn không? Nhưng mà cái đó nằm giữa còn kia thì nó phải dính với cái hạch thường là phải liên lạc với cái bao ở ngoài. Khi mà nó nằm lại chỗ hay nó ẩn, nó không có cái bao giống như là mình thấy cái hình kia đâu. Nhưng mà giờ nó tinh hoàn có rốn hay không? Đó, nó là trung tâm tinh hoàn. Nhưng mà bạn có thấy là cái hạt, nếu mà cái rốn hạt với lại cái trung tâm tinh hoàn hay cái quá khác nhau, cái kia nó rất là dày. Tuy nhiên, nhắc lại, nếu mình tìm tinh hoàn ở cái tinh hoàn là chỗ thường đó, cái nhỏ thì người ta mới tìm. Chứ tới người lớn không ai tìm nữa hết á, biết không? Lúc đó hoặc là nó tiêu biến luôn mất rồi, hoặc nó có nguy cơ cao hóa, nó đâu mất tiêu rồi. Và đa phần thường người ta tìm nó rất là nhỏ nên sẽ dẫn đến tình trạng là có khi mà không có tìm được cái trung tâm tinh hoàn. Thì làm sao để phân biệt nó là hạch hay là tinh hoàn? Hạch ở bụng, hạch chậu nằm sao? Cái đối với tinh hoàn mà là chỗ hay là tinh hoàn ẩn thì mình ít khi mình thấy cái trung tinh hoàn hay nó khác là không thấy được cái đốm của nó. Mình chỉ thấy một cấu trúc giống như chen cái hình ảnh hình coi vậy. Dạ. Không thấy cấu trúc đốm hạch. Còn nếu như mà bạn những cái cấu trúc mà ở vùng hốc chậu hạch á thì bạn sẽ thấy có cái em vuông dày, sẽ có đường vuông. Và với lại khi mình bỏ nạp là cái quan trọng nhất để mà phân biệt nó là hạch hay là tinh hoàn. Nếu mà đối với tinh hoàn á, cái cứ máu của tinh hoàn nó rất là thấp. Ha. Còn nếu mà hạch viên mà để vô và không cần hạ những cái PSA hay là những cái gen mà không cần phải chỉnh tăng lên cao, đối với tinh hoàn tưới máu của nó rất là ít, nên khi mà bạn làm màu bạn vậy đa số là mình sẽ dùng đến cơ cổ là nhiều hơn, đó là cái lợi dụng nó rất là năng lượng thấp ha, thì bạn sẽ phân biệt được đây là hạch hay là tinh hoàn. Đó là cái vị trí của nó. Thì đôi khi siêu âm sẽ có trầm lẫn cũng có, vậy làm sao phân biệt? Mình thấy có nhiều trường hợp ở trên CT rồi thậm
chín thì còn cũng từ, nhưng mà nó tinh tinh thì mình có thấy được vài trẻ lớn, tại vì lúc nhỏ thì khi người gia đình ta không có điều kiện, người không có để ý, không quan tâm. Cái khi bé lớn từ 3-4 tuổi rồi thì tiền nó thì lúc kia vẫn thấy nó nằm ở trong bụng như này và nó sẽ không khô, nó bắt đầu nó không khô lên tắm bên trong. Phùng điền vô căn thì phùng điền vô căn thì thường gặp ở trẻ khoảng 5-11 tuổi, đều sưng đỏ và đau nhẹ, tự hết, không cần làm gì cũng tự hết, vài ngày sẽ hết. Siêu âm thì mình sẽ thấy tinh hoàn, cái nội tinh hoàn và bình thường, chỉ là phù nề da đều lên, mình thấy cái lớp da đều nó dày, thì cô dày lên và nó có tăng tiếng nóng lên đi ha. Còn tinh hoàn, cái nội tinh thì hoàn và bình thường. Thì khi mình siêu âm mình thấy đối với cái hình này mình không có bỏ nào gì hết, thì mình thấy cái da đều, cái lớp da đều nó dày lên như thế này ha, dày lên rất là nhiều, bỏ màu lên thì thấy nó tăng tiếng nóng. Đây là phù điều vô căn. Tuy nhiên để chẩn đoán phù điền vô căn thì mình phải loại trừ những nguyên nhân khác trước khi kết luận đó là vô căn. Và cái quan trọng thường gặp đó là trong cái xuất huyết của cái hay nostolin thì nó làm phù điền rất là nhiều, nên phản xạ nếu chỉ thấy phù điền đơn thuần các bạn phải gặp bệnh nhân coi có nốt xuất huyết gì dưới da hay không, những cái ban xuất huyết dưới da để coi bệnh nhân này có phải là hay nostolin hay không để mà mình gợi ý, bởi vì đó là dấu hiệu chỉ điểm ha. Đó là cái bệnh viêm mạch máu, nó có tổn thương da, thành ruột, khớp, thận. Thì lúc trẻ đến viêm mạch thì nostolin nó sẽ thấy thành ruột rất là dày. Biểu hiện ở viêm và tinh hoàn thì chỉ phải 15-38% thôi. Và ngoài ra nó có thể nó có trước những cái triệu chứng như là những cái ban xuất huyết hay là những cái dày thành ruột vân vân. Nên bởi vậy khi mà có cái phù điền không thì mình phải tìm cái dấu hiệu khác đi kèm. Siêu âm đối với trong cái hay nostolin á thì nó sẽ có dày da đều nhưng có thể kèm theo những tràn dịch tinh mạc. Tại sao vậy? Nó phản ứng, nó viêm phản ứng của viêm mạch nữa nên nó sẽ có tràn dịch tinh mạc chứ không chỉ đơn thuần là dày da đều không ha. Rồi bào tinh mạc có thể to nhẹ, làm thành túi máu nhẹ. Đây thì mình thấy nè, cái lớp này là lớp da đều mà nó rất là dày. Còn những cái hình bên ảnh mình thấy rõ ràng là mình để vô được cái tinh hoàn thì mình không thấy cái lớp da miệng nó dày dày ha. Đây là tinh hoàn nè, còn tinh nè, to lên nè, bắt đầu có đầy chỉnh tinh hoàn ở trong, tăng tướng máu của màu tinh. Thấp vị bẹn, thấp vị bẹn thì quá quen thuộc rồi, một bên đều to lên thành khối phòng, càng to lên khi mà đi đứng hoặc là thay đổi theo tư thế ha, thì chạy nhảy thì nó là càng to lên. Khi mà đến một lúc nào đó nó không tự rút lên thì nó có thể xảy ra là kẹt ha, hoặc là kẹt. Bởi vậy phải chú ý để mà tránh cái biến chứng kẹt dẫn đến tắc ruột hoặc là hở dữ dội. Thoát vị bẹn thì có mức thoát vị có thể là gì? Nấu ruột ha. Khi mà siêu âm mình sẽ thấy cấu trúc mạc nấu cho vùng vậy, hoặc là những cái quay ruột với hơi nè, hơi lâm tắm bên trong. Tại sao mình thấy quay ruột nó kiểu như vậy? Quay ruột này nó sẽ nên mình chỉ thấy cái hơi lâm tắm trong thì không, mình không có thấy dịch gì bên trong này hết ha. Nếu mà có dịch thì nếu mà dịch trong đây mà nhiều, đôi khi cái túi thoát vị này nó không tự rút lên được, đúng không? Cái ống đèn nó nhỏ thì lúc đó mình dễ xảy đến là tắc ruột ha. Ở đây là mình thấy mạc nấu với lại thành ruột nè, đây dày mạc nối và lâm tắm hơi của ruột, lần này cũng vậy. Còn này chỉ đơn thuần là mạc nối ha, thì cấu trúc của mạc nối không có ruột gì cả, nằm ở trong một ống bẹt. Này gì cấu trúc gì phải ruột không? Thoát vị của cái mỡ mạch máu không?
tràn dịch tinh mạch đã lên tới sơ rồi. Tràn dịch là do cái tụ dịch bất thường nằm giữa lát thành và lát tạng của màng bao tinh mạch. Nó có thể xảy ra ở một bên hoặc hai bên. Nó có thể đơn độc hoặc kèm với bệnh lý khác của bìu. Có thể bẩm sinh hoặc mắc phải. Rồi có thể có bội nhiễm trong cái dịch đó ha. Dịch nó sẽ có hồi âm nếu như mà có sự hình thành của trung thể cholesterol giống như chen đi lên cái túi mật mình vậy đó. Nên đôi khi là thấy trong cái tràng dịch tinh mạch cảm thấy cái dịch nó có hồi âm lần cận ha. Đối với phân tích á thì đa phần là thấy đưa đến chẩn đoán của mình, người ta đưa cho mình đó, người ta chẩn đoán là tràng dịch tinh mạch hoặc được một cái tên khác nữa là gì, bị tinh mạch. Có nghe tên đó không nhỉ? Có nghe thủy tinh mạch không? Để sau này ví dụ về người ta đi chẩn đoán thủy tinh mạch mà không thể người ta có nói cái gì, tại vì tôi thấy á ngay cả linh hỏi thầy sơ á thì khi dùng cái từ nó không thống nhất với nhau, có người thích dùng tên này thích dùng tên khác, đọc đèn thủy tinh mạch, thủy tinh mạch, nang ngừng tinh, nang màu tinh, thì hỏi đọc sao cho đúng, bởi vì tất cả đều là bốn nang. Mà đặc biệt đối với con nít á thì khi họ đã hỏi thầy thì thầy có nói đó là đối với con nít nếu mà có thuốc nang đa phần nó sẽ là tràn dịch tinh mạch hết, nó có thể là tràn dịch khu trú hoặc là tràn dịch toàn thể, hay là khu trú khi mà nếu mà nó túm lại mình thấy được cái giới hạn rõ ràng và nó không có thông tin với ổ bụng thì gọi là cái hydroxy ổn định hay là khu trú. Còn hydroxy không thương có nghĩa là cái màng bao tinh mạch nó mất tràn dịch và nó thông tin tới ổ bụng luôn, có nghĩa là thông theo dọc cái đường đi của bạn vào ổ bụng thì mình thấy nó là cái khu trú dạng ống, nó không có túm lại ở hai đầu thì gọi là thông thương ha. Còn nếu mà mình thấy nó túm cái đầu lại mà dạng tròn thì gọi là khu trú hoặc là hydroxy ổn định. Nếu như mà ở người lớn thì đối với cái cấu trúc nang ở bụng bạn thì nó sẽ có gì nữa, cấu trúc gì đây, màu tinh và thần tinh, nên sẽ có cái chẩn đoán gọi là nang màu tinh và nang thần tinh. Thì đối với nang màu tinh á là hình thành là do cái sự ứ động hoặc là tắc nghẽn của một vài ống dẫn tinh, nó tạo nên cái dây tiết dịch và hình thành cái nang. Còn đối với nang thần tinh là do cái bất thường bẩm sinh, sự tiêu biến của cái ống hút tinh mạch đi theo tinh mạch xuống bìu, và khi mà đọc cái nang thần tinh này thì khi giải phẫu bệnh ra cái nang thần tinh này chỉ gặp ở người lớn, nam lớn. Tại sao cái nang trong cái nang này nó phải chứa tinh trùng hay là chứa cái mình gọi tên đó là protozoan đó. Nhưng mà đối với phân tích thì là cái mình hỏi thầy sơ kêu đọc chỉ là tràn dịch tinh mạch khu trú hay là không thương, sẽ chia hai cái đó. Bởi vì nó phân tích nếu mà không thương dày hoặc là khu trú dày, trong cái này chỉ là gan đơn thuần, nó không có lượng protozoan trong đó nên không đọc là gan thần tinh. Thì cái mà mình thường gặp nhiều nhất là mình sẽ em bé nó đến khám với mình đó, là mình sẽ thấy mẹ nó bảo là sờ được quanh bụng ha, hai tiếng này mình sờ được quanh bụng, giới hạn rất là rõ. Thì khi mình đọc, mình có thể đọc là nang hydroxyl khu trú hoặc là hydroxyl không thương. Có cả hai cái đó đều là tràn dịch tinh mạch. Tuy nhiên đối với người lớn thì bạn phải đọc đó là có thể chẩn đoán phân biệt đó là nang màu tinh, nang thường tinh hay là tràn dịch tinh mạch. Thì lúc đó bạn phải đưa ra ba cái chẩn đoán khác nhau. Thì nhắc lại ha, nghĩa là đối với nang thường tinh thì nó phải có lượng protozoan thì mình mới đọc là nang thường tinh. Và không đối với con nít đơn thuần mà đọc tràn dịch tinh mạch khu trú và không thương là được rồi. Ví dụ mình dạy, dạy thì dễ rồi, cái này là dạng gì? Dạng không thương, đúng không? Giới hạn cũng rõ gì hết là dạng không thương. Dạy cũng là dạng không thương luôn. Này cũng không thương ha. Rồi nếu như hình dạy đọc gì? Cái này là gì? Tinh hoàng nè, đúng không? Chỗ này màu tinh nè, cái màu tinh nhỏ thì cái vị trí cái nang này nằm đâu? Cái này gọi nang màu
đem thông tin được không? Được luôn. Tại vì cái này nó nằm ở chỗ phía trên và nó đặt vào phía trên của một bạn này cũng có cái hạn rõ về rồi ha. Thì mình đọc cái đó cũng được. Thì cái mà trả lời đúng hay sai của mình là cái gì mình? Nếu trong đây nó có cái tín đồ ở trong này thì người ta sẽ đọc cái này đây cũng được ha. Rồi này đọc gì? Bên ngoài. Cái hàng rõ, rõ đúng không? Cái hàng rất là rõ. Nam màu tinh, được không? Cũng được luôn. Được, đâu hay không thôi ha. Nếu ở lần này, ở con nít, gặp rất là thường luôn. Gặp rất là thường. Một cái nam to này, to dài này, nằm vị trí ngay ở phía trên bên ngoài. Đương nhiên đối với con nít tinh nhắc lại, có thể không thấy được cái màu tinh ha. Ở người lớn thì thấy con nít đôi khi là ít khi thấy, đối với trẻ nhỏ thì không thấy, trẻ lớn xíu thì mới thấy được. Thì khi thấy một cái cấu trúc dạng đen này, mình sẽ tả cái này là cấu trúc dạng đen của con vẹt kỹ tràn điện tinh mạc khu trú để đó phân biệt mang màu tinh đang có gì vậy. Cái này nghĩ gì? Nên đó mình cứ thấy á, một cái nang của một bạn mình sẽ không về đến đọc này điện mạng mà sẽ phải đọc là đang thông tin. Thì dương siêu âm ứng hoạ các bạn sẽ trả kết quả chắc chắn ở một bạn các bạn sẽ trả kết quả là đang thông tin. Mình thấy trong phần ứng hoạ sẽ trả như vậy. Vì khi mà lúc mà thầy sẽ nói mổ ra như thế này nó không có cái tinh trùng bên trong thì sao làm sao đọc là đang thông tin? Nên nếu mà không thích thì mình chỉ đọc là ai siêu phương đúng hay là không phương không, và đọc cái này nè, đó là quan điểm của mình. Này ví dụ vậy, cái gì rõ ràng đây là gì nè? Tinh hoàng, cái miếng nhỏ này màu tinh, cái này mình đọc đây đọc gì? Cái này đọc là đen gì? Tại sao? Tại vì màu tinh nó nằm trong này, nó cái hướng này rồi thì không thể đọc cái đen này là của cái này nữa. Đồng ý không? Nên nó tách ra rồi. Và trong này là phần gì? Đang dịch tinh mạch nè. Đúng không? Đó thì cái tình huống này nên nhắc lại. Đối với con nít thì nên sẽ đọc đó là đang dịch tinh mạch. Hoặc là đọc đơn giản đọc men thì bạn luôn không có đọc đó là đang thường tinh hay là đang màu tinh gì trơn á. Chỉ đơn giản đọc thông thường hay là phương trú hết. Còn đối với người lớn thì khác. Nếu đây là cái hình của người lớn thì bắt buộc phải đọc cái này là đang thông tin ha. Dạng tinh mạch thần kinh thì nó dạng rất tốt. Tinh mạch thần dây leo có thể là nguyên phát là do suy văn các tinh mạch thần kinh, thứ phát thì có thể do sơ gan tăng áp lực gì đó, rồi hoặc là những cái u nó chèn ép tăng áp lực của cái tinh mạch thì nó gây giãn. Lưu ý dạng tinh mạch thần kinh đa số xảy ra bên trái, hiếm khi xảy ra bên phải. Cái lý do cái đường đi của cái tĩnh mạch ở bên trái á, nó dài và cái mặt gốc nó sẽ đổ về tĩnh mạch bên trái, ít xảy ra bên phải do cái đường đi của tĩnh mạch bên phải nó ngắn và nó đổ về tĩnh mạch bên dưới ngắn, nên đa phần sẽ xảy ra bên trái. Có khi nào xảy ra hai bên không? Đó, rất hiếm. Đây, sắp vỡ đi khoảng 1-2%. À, nên đa phần mình thấy nếu mà tự nhiên mà mình thấy bên phải không là coi chừng phải nó là dạng cái mặt thần kinh hay không hay là bệnh lý khác nha. Nên nhớ đa phần sẽ ra bên trái. Siêu âm thì mình sẽ thấy những cái cấu trúc dạng dạng ống bằng lều từ kính trên 2mm nằm ở trên cái vùng của màu tinh, đắp lên năng lượng để mình xác định là những cái ống đó đó nó có dòng chảy hay là không ha. Mình chắc chẳng định đó chính là tĩnh mạch. Rồi để khẳng định chắc chắn cái nữa thì mình sẽ làm vasava hoặc là thay đổi tư thế. Bệnh nhân nằm có thể cho bệnh nhân đứng lên, hoặc là nếu mà bệnh nhân nằm thì bệnh nhân rạng rạng mặt. Rạng mặt thì mình sẽ thấy biện pháp là chọc bụng nó sẽ tăng lên ha. Nếu mà trẻ lớn hợp tác hoặc người lớn thì mình có thể nằm hoặc là biện pháp vasava. Đối với trẻ nhỏ thì mình sẽ cho bé đứng lên ha, thay đổi tư thế. Đây thấy đây tinh mày ha, cái bộ màu tinh ở phía trên nó có một cấu trúc dạng dạng ống bằng mèo dài, dạng dạng ống bằng mèo b
bên trong có mọi năm có cái dòng chảy của tĩnh mạch căng, mình nhìn thấy nó hơi lật lở xíu, dòng chảy tĩnh mạch dày dày sẽ chậm, nên bởi vậy mình sẽ thấy là nó có mọi năm hơi lật lở vậy, giống như máu trong nó hả. Thì bỏ này mình bỏ màu vô mình thấy là giảm rất là nhiều. Trong các bệnh lý của tĩnh mạch thì siêu âm giảm tĩnh mạch thần kinh là dễ nhất, đúng không? Rất dễ xóa tĩnh mạch. Cái nãy mình nói sơ rồi, nguyên nhân xóa là do thần kinh nó dài hoặc là do cái bao tĩnh mạch chưa có cố định được tốt. Đối với người lớn thì xảy ra là do nguyên nhân do thần kinh, còn đối với trẻ nhỏ sơ sinh thì là do bao tĩnh mạch. Lắc sàn thì lắc sàn này là của người lớn hoặc là của trẻ lớn, nó sưng đau rồi một bên da đều có thể đỏ hoặc là không đỏ ha, nhưng mà mất phản xạ da đều nên tĩnh mạch cũng không giảm cao và khám thể thấy tĩnh mạch có thể lọc cao hoặc là cái ruột tĩnh mạch xoay ngang, trên lâm sàng mình cũng có thể nhận thấy được hình ảnh này. Tuy nhiên nếu trẻ đến vào giai đoạn sớm thì những dấu hiệu này chưa chắc đã có, nên nó sẽ phụ thuộc nhiều vào siêu âm của mình có trả lời được là sống hay là không. Thì bởi vì nếu cái giai đoạn cái thời điểm mà mình phát hiện sống tĩnh mạch nó rất là có ý nghĩa để mà là để con có cứu được cái tĩnh mạch hay không. Người ta thấy nếu mà mổ trước 6 giờ sau khi xảy ra sống thì cứu được tĩnh mạch 80-100% là tĩnh mạch trở bình thường, khó sống được. Nếu mà 6-12 giờ thì nó giảm xuống còn 70%, và nếu trên 12 giờ thì khả năng cứu được tĩnh mạch chỉ còn có 20% thôi. Thì nhắc lại có hai loại sống, sống trong tĩnh mạch và sống trên bao tĩnh mạch ha. Đây cái hình này cho mình thấy, đây là cái bao này, cái này là sống trong bao, còn hình này là sống trên bao ha. Sống trong thì có thể xuất hiện trước khi sinh, sau khi sinh hoặc là trong những tháng đầu đời. Nguyên nhân là hiện nay nên đó là do cái màng bao tĩnh mạch nó chưa có gắn kết cố định được vô cái thành bìu, nên nó đạt cái độ di động nó chưa có tốt, nên nó có thể là gây ra xoắn ha. Thì lúc sinh có thể nhìn cái hình này để mình dễ tưởng tượng. Bìu có thể bình thường lúc sinh có thể có tràn dịch tĩnh mạch, phản ứng viêm xuất hiện rất là trễ, vài ngày sau thì bìu có thể là viêm đỏ cao, tĩnh mạch nó to lên và bị kén lên trên cao ha. Vài ngày sau nữa bắt đầu á thì cái tĩnh mạch nó to dần lên, nó bớt đau đi, nhưng mà cái khối thì lại rất là to, bắt đầu nó cứng chắc lại chứ không có mềm giống như cái giai đoạn đầu nó mới viêm nữa. Càng về sau thì bắt đầu nếu mình không có mình không biết được đây là cái sống tĩnh mạch thì nó cũng để nó tự nó thoái triển đi, nhưng mà lúc đó tĩnh mạch sẽ bị teo và có thể có bóng bôi nha, cho nó sống và từ từ nó mất ngay bên đó. Nếu mình không phát hiện được cái sống trong bao tĩnh mạch đó thì cái gì chứng để lại là cái tĩnh mạch nó mất chức năng, nó teo nhỏ, nó bóng bôi nặng. Siêu âm thì mình thấy màu tinh nó dày, tinh mạch nó có sống to, ego không đồng nhất và nó hoại tử nên sẽ ego không đồng nhất. Tràn dịch tinh mạch thường sẽ xảy ra tràn dịch tinh mạch ở bên xoắn, bên kia là tràn dịch phản ứng ha. Đất đơ thì sẽ giảm hoặc là không có tín hiệu của dòng chảy mạch máu ở trong cái tinh mạch đó. Tuy nhiên mình nhắc lại, đối với trẻ sơ sinh đất đơ tinh mạch rất khó để thấy tín hiệu dòng chảy khó, nhưng mà nếu có hai bên để mình phân biệt thì sẽ là đại dễ, đúng không? Mình cứ bảo nào hai bên, bên có bên không thì mình biết bên không có là có bệnh rồi. Rồi đây là hình của một cái bé sơ sinh 1 ngày tuổi. Thì khi bé này sinh ra thì cái bìu đỏ lên chạy, mình thấy là cái da bìu nó đỏ ha, và sưng lên như thế này. Ở đây siêu âm thấy gì cái hình này? Siêu âm to, cái tinh mạch sao to, trục tinh mạch đối với trẻ sơ sinh mình chưa nói được ha, tại vì nó còn di động tự do mà chưa có trục đâu, nhưng mà mình thấy cái tinh mạch thì nó làm sao đây vô không có đồng nhất. Rồi cái phần này là gì? Màu tinh to lên phù nề và cũng hơi cung không đồng nhất ha. Rồi đây cái hình này là cái hình mình cắt ngang tinh mạch bên trái và tinh mạch bên phải, thì mình bỏ màu vô mình thấy phù nề này không có gì hết. Ở đây nếu mình bỏ màu mình sẽ thấy một cỡ lấm tấm có nhiều màu bên đây, thì đây là cho thấy cái sự không có tương tác của tinh mạch này, thì chẳng hạn đây là sóng của tinh mạch ha.
Thì đối với trẻ sơ sinh đó, cái tài liệu tinh mạch và cá nọc thường gần như là hệ sinh lý, từ từ nó sẽ hấp thu và nó giảm lượng dịch đi. Còn nếu như mà nó hấp thu hết được tài liệu tinh mạch nhiều quá thì có thể người ta phẫu thuật hay làm gì đó. Xoắn trên tinh mạch thì gặp ở người lớn, giai đoạn cấp là dưới 6 tiếng, bán cấp 1 đến 10 ngày, mạng là trên 10 ngày. Thì đối với giai đoạn cấp thì tinh mạch nếu mà ở những cái giờ đầu siêu âm tinh mạch thì mình không có nhận ra cái gì bất thường hết luôn á. Sau 6 tiếng rồi thì nó sẽ dễ hơn, tinh mạch lúc đó nó to ra, cái lên cô kém, bào tinh cũng to, cái cô muốn mở, thần tinh dày lên. Ha, tại sao thần tinh dày lên? Khi mà xoắn nó phù nề thì nó sẽ dày lên ha, rồi giảm túi máu. Đối với giai đoạn bán cấp thì bắt đầu cái tinh hoàn thì hoại tử, bắt đầu sẽ đắp xe nó đi cái hoại tử trong đó thì mình sẽ thấy lâm tâm, đây cô kém bên trong tinh hoàn, mất cái cấu trúc bình thường ha, túi máu sẽ giảm. Giai đoạn bạc thì lúc này bắt đầu teo lại, tinh hoàn nó teo rồi, màu tinh thì vẫn còn to ha, tinh hoàn teo bộ phận hoặc teo toàn bộ được hết. Cái điều lưu ý quan trọng xoắn tinh mạch và siêu âm nó phụ thuộc vào cái thời gian xảy ra xoắn. Thì cái này đòi hỏi nếu tổng cộng thời gian là 6 tiếng, có người thấy có người sẽ không thấy, đúng không? Nó phụ thuộc vào kỹ năng. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đến vào cái giai đoạn muộn rồi, 2 ngày rồi, cái dấu hiệu xoắn thì nó không quá dễ với mình. Nhưng mà đối với bệnh nhân thì nó là muộn quá rồi, ha, là người bị tinh mạch không cứu được. Và tùy thuộc vào mức độ chèn ép của mạch máu, nếu xoắn thì người ta có phải là xoắn mấy vòng, đúng không? Cái bi chè như cái xoắn ruột vậy đó, xoắn một vòng sẽ khác, xoắn hai vòng sẽ khác, nên tùy thuộc vào mức độ chèn ép mạch máu thì bên đó là mình có siêu âm có dễ nhận diện hay là không, thì phụ thuộc vào cái này. Ta thấy ở đây lấy xoắn thành cắt ngang hai mình mạch thấy gì? Thấy có khác biệt không? Đó, phải to hơn, kém hơn, không được nhất. Thấy tinh mạch bên phải bất thường, đúng không? Thứ nhất đó là xét về cái độ hồi âm. Bên đây hồi âm thì rất là bình thường, đồng nhất. Còn bên đây, nó có những cái vùng kém. Ha, nó không có đồng nhất gì hết. Là cái dấu hiệu gợi ý cho mình. Rồi, bỏ màu vô. Trong cái giai đoạn đầu thì sao? Tăng tiêu máu hay là giảm tiêu máu? Tất nhiên là giảm rồi, chỉ có viêm có tăng túi máu thôi. Hai lần này là hai lần khác nhau nha, không phải là hai lần giống nhau. Trên đây không có màu, cái đây có màu đâu, đúng không? Nhìn thấy độ hồi âm sang bên này lại đi, ở trên này cái bệnh lý là ở bên phải, nhưng mà dưới này cái bệnh lý nó nằm ở bên trái. Bên phải còn túi máu, bên trái không có túi máu gì cả ha. Ở đây là xoắn bên trái chứ không phải là xoắn bên phải. Này thấy gì? Tinh mạch to ra, đúng không? Và cái độ hồi âm không có đồng nhất, vùng một đây còn kém đại đấy. Túi máu to không? Còn rất là nó vẫn to nè, còn xíu xíu đây nè. Còn bên đây là túi máu bình thường ha. Này gì? Tinh mạch này sao? To hay nhỏ? Không biết. Thật ra cái tinh hoàn bắt đầu nó hơi bắt đầu teo lại rồi, các bạn thấy nó không còn các bạn uống dịch xung quanh nữa ha, rồi nó có những cái vùng kém và những cái vùng hoại tử, tinh hoàn nó bắt đầu teo lại rồi trong cái giai đoạn. Thật ra khi mình làm mình đâu có cần phải ráng đâu, mình hỏi bệnh là được rồi, mình cũng biết được đó ở thời điểm nào ha. Rồi hình này cũng dày, những cái vùng bắt đầu kém hoại tử. Tôi chỉ có dấu là không có dấu huyệt bôi thôi. Dấu huyệt bôi trong linh học chưa tìm được cái hình đó. Để đợi sau thì cũng là lên cho các em xem. Để tìm một cái ca nào có cái lý mình quay lại cho các bạn không thì dễ hơn. Sáu bấu phụ thì có bấu phụ của tinh hoàn và bấu phụ của màu tinh. Đau dữ dội không rút từ trên đều. Cái quan trọng là mình phải chẩn đoán được là sáu bấu phụ hay là sáu tinh hoàn. Tinh. Hai cái này thái độ xử lý khác nhau. Đối với xoắn bấu phụ không cần làm gì cả. Còn đối với nếu mà là xoắn của tinh hoàn thì là phải mổ. Ha. Nên nếu mà là xoắn bấu phụ thì chỉ cho nghỉ ngơi lúc giảm đau.
thì đặc điểm mình sẽ thấy là một cái khối dây côn dày nó nằm ở cực trên của tinh hoàn hoặc là bào tinh. Tinh hoàn là bình thường, bào tinh có thể bình thường hoặc là có thể to nhẹ cũng được. Tăng thứ máu của tinh hoàn bào tinh dễ dẫn ra lúc lặng với là một cái viêm tinh hoàn bào tinh. Thì cái hình ảnh mà dễ nhớ nhất đối với chẩn đoán cái viêm xoắn ống phủ thì mình sẽ thấy một cái mảng eco dày như thế này. Nó nằm thường á, nó sẽ nằm giữa cái tinh hoàn của màu tinh, nó có một cái nốt eco dày như vậy nha. Thì là mình bị cái này là xoắn ống phủ, ống phủ là cái này xoắn ống phủ của tinh hoàn và xoắn ống phủ của màu tinh nhiều người khác là nó nhiễm trùng. Cái chỗ đó thì sẽ không có túi máu nhưng mà sẽ tăng túi máu của tinh hoàn màu tinh nhẹ hơn xíu so với bên kia ha. Đây là xoắn ống phủ, khi thấy hình ảnh này thì đọc là xoắn ống phủ. Xoắn ống phủ có một ha, mình nhắc lại để nên bởi vì cái chẩn đoán siêu âm của mình quan trọng với bệnh nhân. Nếu các bạn đọc sai sẽ đi mổ không thể uống ha. Này hình này thấy gì? Này gì? Tinh hoàn màu tinh. Này thấy gì? Bên này là có cái đen nằm ở đâu? Ngay cùng màu tinh, trên của màu tinh. Này đọc gì? Đọc nang màu tinh được không? Đâu xa đâu? Đọc nang màu tinh hoặc cái hình này có thể là cái nang trên phần hoặc là nó xoắn ở lưng lông này, nó biến chứng, nó tạo một cái nang gì thôi. Vậy cái đọc là nang, nếu thấy cái nguồn nóng thì cứ đọc nang thôi, đâu có dễ đâu. Còn nếu ở hình này thì sao? Tinh hoàn ở đây, màu tinh chỗ này tự nhiên thấy có một cái mảng vậy, cái vô hỗn hợp nó nằm trên kiểu màu tinh với tinh hoàn vậy thì đây là xoắn ống phụ. Hình ảnh này là xoắn ống phụ. Này tinh hoàn màu tinh đây, cô dày nó nằm trên của cái màu tinh thì đây cũng là xoắn ống phụ, bỏ màu vô cục này có chút máu gì hết, còn tinh hoàn với màu tinh thì không chút máu. Khi thấy cục này thì đỉnh đọc là viêm tinh hoàn màu tinh, tại nó cũng tăng chút máu nè. Hồi mình sẽ đi qua cái bệnh lý là viêm tinh hoàn màu tinh thì các em sẽ thấy là tinh hoàn của màu tinh nó tăng đuối máu nhưng nó không có phản ứng con dày này ha. Nên đây là xoắn ống phụ khác với bệnh kia. Viêm thì viêm màu tinh đó thì thường gặp ở cái tuổi dậy thì do những đường tiểu từ bàng quang với đại tiện tiến, lâm sàng đau điều nhiễm khó sốt siêu âm thấy gì viêm nó thì phù nề lên sẽ thấy màu tinh to hay con kém. Càng dịch tinh hoàn do phản ứng tăng lưu lượng máu ở giai đoạn cấp ha. Giai đoạn gì sau bộ thì nó hay con dày do nó nóng động canxi thì sẽ có nó khô như gì đó. Nhớ viêm là phù nề thì nó bự lên và tăng túi máu, vậy là dễ nhớ nhất. Rồi hình này tinh hoàn phía trên này màu tinh nó phù nề chứ không có rõ gì hết ha. Có gì ở đây? Càng dịch tinh mạc màu tinh là tổn thương của cái màu tinh thôi. Viêm tinh hoàn thì viêm tinh hoàn là một cái xảy ra sau một cái viêm màu tinh. Nên hiện thường các bạn sẽ thấy là nếu mà chẩn đoán ở ngoài chỗ có viêm tinh hoàn không, chỉ là viêm tinh hoàn màu tinh thường sẽ là kèm, bởi vì nó xảy ra cái viêm tinh hoàn nó xảy ra sau khi viêm cái màu tinh. Thì siêu âm mình thấy cứ viêm thì nó to lên trước đi ha, rồi tăng cứ máu là cái đặc điểm của viêm, mình thấy cứ máu nhiều. Làm sao biết được cái nhiều hay ít? Làm đi rồi sẽ biết. Tại vì cái bình thường rồi sẽ khi bỏ vào mình thấy cái bất thường là đọc được ra liền. Tại vì bạn sẽ thấy cái tinh hoàn á, cái túi máu nó rất là cái vật bất máu nó thấp. Nên khi các bạn làm màu, các bạn giảm cái đen ra xuống rất là nhiều và tăng cái gen lên ha, để cho thấy là có túi máu bên trong. Nó không có túi máu được nhiều gì đâu, chỉ có tấm trải nát thôi. Còn thấy nhiều thì nó có chuyện là ha, mình đã viêm hay gì đó. Chấn thương, chấn thương bị thì tưởng tượng giống như cũng như gan hay là lắc hay là thận, có thể rách xuất huyết hoặc là chập. Mình luôn đánh giá cái túi máu còn hay là không còn ha. Phân biệt một cái eco kém cho chập rách hoặc là có bất tụ ở trong tinh hoàn với lại cái khối u thì đối với u thì sẽ là tăng túi máu, còn đối với cái chấn thương thì nó không có túi máu, không có túi máu. Hình ảnh nếu mà chị đưa bạn lên phần cái hình này, bạn có dám đọc nó là chấn thương hay nó là u hay không? Chắc là không, mình sẽ có lịch sử ha. Mình sẽ thấy cái mảng cái
gan như ví dụ cái này mình tưởng tượng nằm ở vùng gan đi, chúng ta cộng thêm bao nhiêu cái giai đoạn cánh cấp hay gì đó này cũng vậy. Một tướng báo thường thường, một ngày đó một tướng báo cho chúng tôi ha, hai bao nhiêu u đối với u tinh hoàn ở mức độ đơn giản nhất nhóm hai u thôi. Một cái là u tế bào mặt seminoma, chứ một cái teratom là hai cái thuộc tập nhất. Ngoài ra cũng có những cái loại ung thư tế bào lý hoặc là cái sẹo cơ ly, bệnh bạch cầu cấp hay là lymphoma hoặc cái sẹo cơ ly, những cái u khác của tinh hoàn. Tuy nhiên hai cái này là thuộc tập nhiều nhất. Thì hai cái này nó khác nhau cái gì? Đối với ung thư tế bào mặt á, thì siêu âm á nó là cái khối đặc, ha, xen lẫn trong đó có những cái vùng bị u kém do hoại tử của trong u. Đa phần khi mà u dày thì tinh hoàn sẽ to lên và u kém không, nó đã giải thể một cái u kém nó không tổng thể ở bên trong. Teratom, đặc điểm teratom chỗ nào cũng vậy, sẽ có thành phần đặc, thành phần nang mở và đặc biệt là nấm vô. Chỉ cần trong cái vùng u đó có vài nấm vô nhỏ thôi thì bạn cũng có thể nghĩ đến teratom nhiều hơn là cái seminoma này. Đối với teratom ở trẻ nhỏ thì nó là lành tính, nhưng đối với trẻ vị thành niên thì teratom nó bắt đầu là khá ác, hai cái nó khác nhau một xíu. Thì như hình này, hai bên thấy này sao to lên cũng là có những cái vùng echo kém lại rác. Thì khi này không chỉ căng chấn thương gì hết thì bạn phải đọc đây là một cái u tinh hoàn, u tế bào mặt ha. Còn này cũng vậy, nó to lên vậy không có đầu nhất, cái vùng này là cái mảng của cái tinh hoàn ha. Này gì thì cái này thì rõ hơn nhiều, thành phần nang dịch mô đặc đóng vôi nha, này mình thẳng rồi đọc teratom rất là dễ, mình dễ nhận ra rằng cái nhiều khi đóng vôi trong cái teratom cái tinh hoàn những cái đóng vôi rất là nhỏ, mình cắt không có đúng mặt thì mình sẽ bỏ sót, mình sẽ đọc đó là cái u tế bào mặt. Nên khi mình làm những cái đóng vôi nhỏ thì mình cắt nhiều mặt cắt để mà mình nhận diện để mình đọc đúng hơn. Này mình gặp hoài ở di động một bạn có gì làm là u tế bào mặt quan sao, tại vì mình dân số thì dễ đi về nhưng đâu có sao cơ, mình đọc lệnh đọc teratom tại vì lần trước tâm thấy vôn quan sao mình đặt thấy vôn nha, thấy vôn thì chi mình đổ bộ vật tính hơn. Quan hóa công việc là một cái rất là thường gặp, nó cũng giống như trong cái phần mạch học mình trước mà nó vôn cái thủy học vậy đó. Thì nguyên nhân cái đóng vôi trong miệng có thể là do những tổn thương cũ di chứng nó đóng vôi, do xoắn vô đi teratom có đóng vôi xoắn di chứng phôi thai cũ trong giai đoạn bào thai thì nó không biết và để lại cái đóng vôi có thể vi khuẩn mạc không xung hoặc là những cái vi sỏi tinh hoàn nó là chức năng tế bào nó gây tăng trọng vôi trong tinh hoàn. Thì bạn thấy cái hình ảnh đó, nhiều cái gốc cây vuông dày nhỏ rải rác khắp nhu mô của hai tinh hoàn hai bên luôn. Thì đối với nguyên nhân đó, thì người ta cũng thấy chưa có rõ, đôi khi người ta thấy nó đi kèm với những trẻ bị hội chứng đau hoặc là cái mắc phương nâng lai vân vân. Gây vô sinh, nếu mà đóng vôi thì tinh hoàn sẽ có chức năng nó gây vô sinh, nên bởi vậy đối với những trẻ mà có những cái vi sỏi tinh hoàn thì người ta sẽ theo dõi 6 tháng đến 1 năm cho tinh hoàn có teo hay không ha, để coi hoặc là có nó có hóa ác gì hay không để nhận định những bệnh nhân có nguy cơ ca hóa trên cái đống vôi vi sỏi này. Cái hình này là cái hình mà sẽ rất là thường gặp khi mà bạn sẽ ong. Thì đối với cái này thì người ta sẽ cho xét nghiệm thêm những cái tế bào của ta tìm nó có nguy cơ hóa hay không và siêu âm mỗi 6 tháng một lần. Năm này là những đống vôi vi sỏi của tinh hoàn hai bên để cho mình biết của mình có thái độ có cái hướng theo dõi và xử trí. Hỏi gì? Rồi hả?